Số 635, Kinh Hoàng Đạo Quảng Hiện Tam Muội, quyển 4, phẩm 9, pháp nhận không khởi. Bây giờ A Nậu Đạt hỏi Nhuyễn Thủ, làm sao để được pháp nhận không khởi? Nhuyễn Thủ đáp, nhận không sinh nơi sắc, thống, tưởng, hành, thức, đó gọi là Bồ Tát được nhận không khởi. Lại nữa này Long Vương, Bồ Tát đã được pháp nhận không khởi, thấy chúng sinh bình đẳng nên được nhận này, bình đẳng thấy các chúng sinh kia như nó sinh ra. Bình đẳng thấy chúng sinh cũng không có sinh, bình đẳng nhìn thấy chúng sinh như tự nhiên, bình đẳng nhìn thấy tất cả như tướng của chúng, cũng không cùng chúng mà thấy bình đẳng. Đó gọi là Bồ Tát bình đẳng thấy nhẫn không. Sao gọi là không? Mắt để biết sắc, tai để biết tiếng, mũi biết hương, miệng biết vị, thân biết cánh, tâm biết thọ pháp. Nếu như các tình không thì nhẫn cũng không, nhẫn quá khứ cũng không, nhẫn hiện tại cũng không. Sự nhẫn như không, chúng sinh cũng không. Sao gọi là không? Vì dục là không, tức giận, ngu si là không. Như chúng sinh không thì sự điên đảo cũng không, ham muốn nhơ bận khởi và diệt cũng đều là không. Làm trí hạnh như vậy gọi là Bồ Tát hạnh. Nếu ai không khởi pháp nhẫn bình đẳng đối với các chúng sinh là đã hướng đến giải thoát. Vì sao như vậy? Vì Bồ Tát kia nghĩ rằng nếu nó đã không, cho đến cái dơ của ngã và các chúng sinh là không, nếu không chỗ có chế ngự dục như vậy, dục ấy đã giải thoát. Ngay căn bản mình không có tất cả chúng sinh, nhỏ như vậy là tự tại đối với dục, là đã thoát khỏi dục, căn vắng lặng không nơi chốn. Nó vĩnh viễn không diệt, không giải thoát, chẳng giải thoát, cũng không chứng đắc để được giải thoát vậy. Nếu người ấy vĩnh viễn giải thoát, cho nên đó cũng được tự nhiên trụ xứ. Lại nữa này Long Vương, nếu có Bồ Tát thực hành tương ưng nhẫn nhục thì cố độ tất cả, không thấy khó nhọc. Vì sao? Chỉ thấy các chúng sinh hoàn toàn, vốn không bị trói buộc ngăn hoặc ngăn hay ngăn, ngay căn bản đã tự giải thoát. Dễ lại nghĩ như vậy, các chúng sinh này đều dính mắc vào một dục, hành giả không chìm đắm nên giải thoát pháp bổn. Tất cả chúng sinh dính mắc vào những suy nghĩ vọng tưởng không thật, Bồ Tát hiểu nó nên hoàn toàn không dính mắc, nên đã giải thoát pháp bổn. Lại nữa này Long Vương, nếu Bồ Tát được pháp nhẫn không khởi, tuy chưa đạt được chỗ yếu hạnh của Phật, nhưng Bồ Tát ấy không trụ nơi học và vô học của phàm phu, không nhập khắp các nơi, tu tập cứu độ không mỏi, không ở chỗ dục mà có hạnh dâm, ở chỗ sân hận lại không sân hận, ở chỗ si mê mà không si mê, không ở những chỗ ấy trụ nơi vô dục, liệt bỏ các dục lạc, chế ngự tâm tánh để dẫn hóa chúng sinh, nhờ tự mình không có ham muốn nhơ bẩn, không tham đắm vào các việc làm ô uế, nên đối với cõi ma hay cõi Phật đều có tướng tự nhiên mà không nghi hoặc, cũng không nhớ nghĩ chỗ pháp tánh hiện khắp các cõi chúng sinh, ra biết các nơi, nơi pháp và nơi phi pháp, hiểu nhập hành xứ, dùng tuệ để quán đối với chỗ của hành và chỗ của sinh tử, cũng không sinh tử, nhập theo sinh tử. Các chỗ sở tại đều tạo gốc đức, giữ sự thanh tịnh không hề mệt mỏi, hiểu rõ sinh tử nhưng không sinh tử, cũng không đương vào hiện tánh, tự tu giải thoát. Bây giờ A Nậu Đạt bảo Nhuyễn Thủ, như lời Nhuyễn Thủ nó đã nói, Bồ Tát không dùng tu mà hướng tới giải thoát. Người biết rõ sự học này, đó là Bồ Tát tu để hướng tới giải thoát. Sao gọi là Bồ Tát tu để hướng tới giải thoát? Nhuyễn Thủ đáp, nhờ được không thoái chuyển nên gọi là Bồ Tát tu để hướng tới giải thoát. Lời nữa này Long Vương, Bồ Tát hiểu biết, có nhớ nghĩ là chưa giải thoát, vì tùy theo các nhớ nghĩ của chúng sinh mà tạo ra sự tinh tấn để chuyển hóa thành không nhớ nghĩ. Lời nói còn có sự tôi ta cũng là chưa giải thoát. Lại nữa này Long Vương, Bồ Tát ấy đã không tôi ta, lại hướng đến các loại chúng sinh bị trói buộc nhằm khởi lòng trại bi để độ tất họ. Tức vị ấy đã thấy sự sinh tử, hoàn toàn không có sinh tử, sinh các chỗ sinh, chính nó không sinh. Chúng sinh không sinh đều thấy như nhau, vì các chúng sinh chìm đắm và ý lại, nên sinh ra có thân, nhưng vĩnh viễn không có sự sinh ra, cũng không có kết thúc. Đó là Bồ Tát trí tuệ cần tu để hướng tới giải thoát, nắm sự quyền biến, trở lại trụ nơi sinh tử, hiện tại chỗ đã sinh ra là nơi thọ thân, tế độ sự ngu tối, dẫn đường bằng trí tuệ để được thoát khỏi tội khổ. Bồ Tát nhờ dùng không nên phù hợp với sự vắng lặng, để hướng đến giải thoát,
Dù quyền xảo mà trở lại sinh tử, vì các chúng sinh nên hưng phát lòng đại bi, Bồ Tát nhờ vô tướng tu hành hướng đến giải thoát, dùng quyền biến rộng rãi mà tuần hoàn trong chơi trong sinh tử, hướng đến các tùy niệm của chúng sinh mà khởi lòng đại bi. Bồ Tát nhờ vô nguyện tu hành hướng đến giải thoát, giữ sự quyền biến mà tuần hoàn, trở lại trụ nơi sinh tử. Vì sự tùy nguyện của các loại chúng sinh, hướng đến sự phát tâm đại bi, hóa hình vô nguyện để giải thoát chân. Này Đông Vương, Bồ Tát hiểu việc nhập pháp không chỗ có, để không bỏ chúng sinh nhập nơi vô ngã, nhân và thọ mạng, không làm mất đạo tràng. Hiểu việc nhập vô lượng quả, được đạt được 32 tướng của đại nhân, cuối cùng là hoàn toàn vắng lặng, chẳng có gì mà không vắng lặng, cũng không náo loạn, bình đẳng vượt qua các hành, không có tâm ý thức, không trái với bản nguyện. Vượt lên phổ trí tâm, bình đẳng xa lìa các nhớ nghĩ, tìm được cách hiểu các thứ ý hạnh của chúng sinh, đạt được bậc hiền tánh và chẳng phải hiền tánh, siêng năng dùng sự sáng suốt tiến tới, lập chánh pháp chân chánh, không có hành dâm dật, lập chí không xả bỏ, đối với người vắng lặng hay không vắng lặng, thể được thế độ, không nhớ nghĩ, chẳng nhớ nghĩ, với người không ngay thẳng, dùng sự trang xuất nghiêm chỉnh của Phật để an lập họ, vượt qua thế tục hướng đến giải thoát, giải thoát mà không lìa thế tục. Như vậy, này Long Vương, nhờ dùng trí quyền xảo mà có định của hiền thánh, đó là Bồ Tát cần tu hành để hướng đến giải thoát. Này Long Vương, với nhân hạnh của Thanh Văn, tu hành cần hướng đến giải thoát, gọi là vãng hoàn, qua lại, để thành đạo nghiệp, không thể tiến tới, để phát tâm vô thượng, kiến lập đại bi, hóa độ chúng sinh. Như thế Bồ Tát cần phải tu hành giải thoát không còn lay động, thanh không thoái chuyển, vậy có giảng hoàn chăng? Này Long Vương, tu hành cần hướng tới giải thoát, không còn nghi ngờ, sẽ được quả chí đạo. Là như Bồ Tát tu hành cần hướng đến giải thoát, hoàn toàn không quên của vị quả vị của Thanh Văn, để thọ đạo Bồ Tát. Vì Thanh Văn này, tu hành cần hướng đến giải thoát là có giới hạn, như vị Bồ Tát thì hoàn toàn không có giới hạn. Này Long Vương, với như có hai người dân thường, ở trên đỉnh núi cao muốn tự nhảy xuống, trong đó một người thì sức khỏe hùng dũng, quyền xảo, sách lược thông thạo, luyện tập cơ ngay từ trước, hiểu rõ các sự biến hóa, không việc gì mà không thông suốt, từ trên đỉnh núi mà từ nhảy xuống, cũng như bỗng nhiên lại qua đứng ở đỉnh núi khác. Nhờ có thế lực dũng mạnh, tráng kiện, nên thân người ấy bay cao, hết sức nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, kết quả giao sức mạnh mạch được, khiến cho người ấy không rớt, cũng không đứng nguyên chỗ. Còn người thứ hai, vì ý chí khiếp nhược cũng không có quyền mưu, ở trên đỉnh núi tự mình không thể nào nhảy xuống được. Như vậy, này Long Vương, vị Bồ Tát ấy đối với không, vô tướng, vô nguyện, quán thấy các pháp, không sinh các ý nghĩ. Quán như vậy xong là có thể dùng năng lực của trí tuệ quyền xảo vì các chúng sinh trụ phổ trí tâm. Người trên đỉnh núi cao đó gọi là người có vô số trí tuệ rộng lớn, hiện rõ sức lớn mạnh, lấy đó dụ cho Bồ Tát thực hành trí tuệ quyền xảo dạy. Vì Bồ Tát tu hành trí tuệ quyền xảo, không có nơi sinh tử, không trụ vô gì, đó là Bồ Tát mặc áo giáp phổ trí, nhập vào sinh tử để cứu độ chúng sinh, khiến họ phát hành đại thừa của Bồ Tát. Còn người yếu kém đứng trên đỉnh núi kia, không thể nhảy xuống, dễ như hàng thanh văn, chứ không vào sinh tử, nên vô ích đối với chúng sinh. Như vậy, này Long Vương, nếu có Bồ Tát nghe phẩm yếu hạnh tuệ giải thoát này, thì tâm họ đối với Đức Thế Tôn sẽ được vững chắc, đối với đạo ý vô thượng chánh chân, mau chứng quả Phật của giúp ba cõi. Khi Đức Phật nói pháp này rồi, các Bồ Tát ở trong hội gồm 7.000 người, đạt được không thoái chuyển. Phẩm 10. Các pháp yếu. Khi ấy Thái tử của Long Vương A Đậu Đạt, tên là Cảm Động, đến trước Đức Phật. Bạch Thế Tôn, nay con dùng tâm vô tham, tự quy tâm tôn, con muốn khiến cho kinh này được tồn tại lâu dài ở đời để hộ trì chánh pháp. Thưa Thế Tôn, con chỉ con phát đạo ý vô thượng chánh chân, nguyện tạo hạnh này là muốn được thành tựu, được rõ bản tâm, sáng tỏ gốc đạo và các gốc pháp, nhờ đó được thành chánh giác tối cao của Phật, rồi con sẽ tuyên giảng đạo rộng rãi để hóa độ chúng sinh. Lại nữa, thưa Thế Tôn, nếu các Bồ Tát nghe phẩm pháp đại đạo thanh tịnh này mà không tin thích, không phụng hành,
Thế nên biết các Bồ Tát ấy đã bị ma sai khiến, họ cũng không mau gần được hạnh phổ trí tâm. Vì sao? Vì từ phẩm pháp yếu nghĩa này của Thế Tôn sinh ra Bồ Tát, nhờ đó được thành Phật và hàng phục ma ngoại đạo. Cái Đức Phật ở quá khứ vị lai và hiện tại đều do pháp này mà thành chánh giác. Bây giờ hiện giả Bồ Tu Bồ Đề bảo Thái Tử cảm động. Đúng như vậy, hiện giả hiểu rõ gốc tâm, sáng tỏ tận gốc đạo và cả các gốc pháp. Nếu đã thành người giác ngộ các pháp, vậy phải dùng gốc tâm làm gì để được biết rõ? Đáp gốc ấy, Tu Tu Bồ Đề là các gốc lấy tâm làm gốc. Tu Bồ Đề hỏi, tâm là gốc của cái gì? Đáp, tâm là gốc của dâm nộ si. Tu Bồ Đề hỏi, dâm nộ si là gốc của cái gì? Đáp, lẽ nhớ nghĩ và không nhớ nghĩ làm gốc. Tu Bồ Đề hỏi, này hiền giả, thế thì gốc của dâm nộ si là từ không nhớ nghĩ khởi sinh sao? Tu Tu Bồ Đề, gốc của dâm nộ si không từ nhớ nghĩ, chẳng từ nhớ nghĩ, nó cũng không sinh. Lại nữa, các gốc ấy lấy không khởi làm gốc. Thưa Tu Bồ Đề, điều có thể nói đó là gốc của tâm gì? Vì gốc của tâm, nó vốn thanh tịnh, và đó là gốc tâm. Như nó vốn thanh tịnh, nó sẽ không có dâm dục, nhuế nộ và si cấu. Đáp, này Thập Thánh Tử, dục sinh khởi, cái sinh ấy từ đâu sinh, mà luôn sinh mãi, không gián đoạn sao? Thưa Tu Bồ Đề, cái dục sẽ sinh nên đẻ được sinh, sinh mãi. Đối với bản tâm không có dính vào sinh, Tu Tu Bồ Đề, nếu tâm gốc ấy có sự dính vào thì hoàn toàn không đạt đến sự thanh tịnh, cho nên gốc của tâm hoàn toàn không có sự dính mắc. Do đó biết rằng dục cũng là trong sạch. Tu Bồ Đề nói, này Tục Thánh Tử, làm sao để biết rõ dục? Do sự khởi sinh của nhân duyên, nếu không có nhân duyên thì không có sinh khởi. Thưa Tu Bồ Đề, người tu về nhớ nghĩ trong sạch, biết rõ dục không có. Tu Bồ Đề hỏi, lại nữa này Tập Thánh Tử, vì sao Bồ Tát phải tu về nhớ nghĩ trong sạch? Thưa Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với hành mà tu các hạnh, đó là Bồ Tát tu tịnh hạnh vậy. Thưa Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát hoàn toàn về chúng sinh, mặc áo giáp đại đức, hóa độ đến Niết Bàn, đó là Bồ Tát tu hành nhớ nghĩ trong sạch. Thưa Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy về các thanh văn giải duyên, nhất, giác, tùy thuận mà thuyết pháp, nhưng không cho đó là sự hóa độ, đó là Bồ Tát tu hành nhớ nghĩ trong sạch. Thưa Tu Bồ Đề, lại nữa, Bồ Tát ấy tự mình vắng bạc các dục, làm cho dục của chúng sinh được thanh tịnh, đó là Bồ Tát tu hành trong sạch. Lại nữa, thưa Tôn giả Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy ngay tại nơi nhớ nghĩ trong sạch mà thấy không tu, là đối với bất tịnh mà thấy tu tịnh, đó gọi là Bồ Tát tu hành trong sạch. Bây giờ Tôn giả Tu Bồ Đề nói với Thái Tử của Long Dương cảm động. Lại nữa này Tộc Thánh Tử, thế nào là Bồ Tát đối với tịnh mà thấy không tu, với người không tu mà thấy tu nhớ nghĩ trong sạch? Đáp, thưa Tôn giả Tu Bồ Đề, người tu nhớ nghĩ trong sạch là tu con mắt đối với sắc, lỗ tai với tiếng, mũi với hương, lưỡi với vị, thân đối với cánh xúc, tâm đối với pháp, kiến sở thọ, thể đều không tu, pháp tánh không hai, đó là tu, không lắm trước ba cõi, gọi là Bồ Tát trụ, trụ nơi phương tiện khéo léo, gọi đó là tu nhớ nghĩ. Thưa Tôn giả Tu Bồ Đề, Bồ Tát thực hành hạnh này gọi là tu hành nhớ nghĩ trong sạch. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Thái Tử, lành thay lành thay. Như lời chánh sĩ cảm động đã nói, tu sự trong sạch là như vậy. Đây là Bồ Tát thì cần phải tu hành trong sạch. Nên như lời Thái Tử đã nói, đều là những oai thần của Phật. Nếu có Bồ Tát tu hành như vậy, mới là chấn hương hạnh của Đại Thừa. Nên biết, những gì ấy có trí trọng khắp vững chắc. Khi ấy, Thái Tử cảm động bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát được tâm vô dục, cần phải tự quy Phật. Đức Phật bảo, này Thập Thánh Tử, nếu có Bồ Tát biết rõ các pháp là không ngã, không nhân, không thọ mạng, không sắc, không tưởng, cũng không pháp tướng, không ở trong pháp tánh mà thế Như Lai, Bồ Tát như vậy là tương ưng giới vô dục, tương quy mạng Phật, như pháp của Như Lai, ấy là pháp tánh, như pháp tánh ấy
là sự phổ biến cùng cấp. Nếu đạt được pháp của pháp tánh ấy, thì biết các pháp. Đó gọi là Bồ Tát dùng tâm vô dục tương ưng giới tự quy y pháp. Cái pháp tánh ấy, nó là vô số tập. Cái vô số tập ấy chính là thanh văn. Là như Bồ Tát đều thấy vô số, ở nơi vô số mà không có vô số, đó cũng là không hai. Đó gọi là Bồ Tát dùng tâm vô dục tương ưng với tự quy chúng. Khi Đức Phật nói lời ấy, Thái Tử cảm động đạt được nhẫn nhu thuận. Những người đến dự hội, các trời ở cõi sắc cõi dục các loài rồng người nghe phẩm pháp này là hai vạn chúng đã đều phát đạo ý vô thượng chánh chân. Phẩm 11. Thọ phong bái. Bây giờ Long Vương A Nậu Đạt cùng với phu nhân, thái tử và quyến thuộc trong cung cùng vây quanh, mỗi người đều tự quay về với Tam Tôn. Họ dùng tất cả nhà cửa, cung điện và cả những vật có được ở trong ao của mình đều đem cúng dường Đức Thế Tôn và Tỳ Kheo Tăng để làm tinh xá. Rồi họ lại nói: Này con đứng trước Đức Thế Tôn, xin phát khởi nguyện này. Từ ao lớn này chảy ra bốn sông, đầy khắp bốn biển. Thưa Thế Tôn, từ dòng nước của bốn biển, nếu có rồng quỷ, người, chim bay, thú chạy, loài hai chân, bốn chân đã có sinh mạng, khi uống nước này, xin nguyện cho tất cả đều phát đạo ý vô thượng chánh chân. Nếu ai trước đây chưa phát tâm, thì khi uống nước này rồi, khiến mau thành tựu hạnh, mong người tòa Phật, hàng phục ma, chúng và các ngoại đạo. Khi ấy Đức Thế Tôn mỉm cười, pháp của chư Phật, khi mỉm cười, từ từ miệng phóng ra ánh sáng năm màu, sáng lạng chói rọi với vô số ánh sáng, chiếu khắp mười phương, khắp vô số cõi Phật. Ánh sáng ấy sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng, ngọc báu, sáng cả núi Tu Di, cả các trời, các cung ma và cung điện của Thất Phạm, tất cả ánh sáng của trời đã bị mờ, không sáng kịp. Bây giờ vô số ức ngàn chúng trời không ai mà không vui mừng, phát nguyện được thánh giác. Ánh sáng ấy chiếu tới A Tỳ, tới các địa ngục lớn, ai thấy được ánh sáng ấy, liền thoát khỏi các khổ, đều được đạo ý vô thượng chánh chân. Ánh sáng ấy trở lại dây quanh Đức Thế Tôn, đến vô số lần và nhập vào đỉnh của Thế Tôn. Bây giờ hiền giả Phi Kỳ, Đại Tấn gọi là Biện Kỵ, thấy ánh sáng ấy liền từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, vạch vai áo phải bên phải, hướng về Đức Phật quỳ gối cung kính, khen tụng Đức Thế Tôn bằng bài kệ. Sắc Phật vô lượng thấy liền vui, người hùng tối cao là Thế Tôn. Diệt trừ tâm tối khởi đại minh, nắm giữ oai thần ý nói cười, trầm phước ca ngợi đầy bảy báu, được trí quang minh diễn tuệ hành, pháp giảng cao tuột chỉ pháp vương, nay Thế Tôn cười điềm lành dị, thấy rõ chân thật luôn ưu tinh ưa, căn định vắng lặng người cung kính, hóa độ tất cả nhờ tịch nhiên, Đức Phật vô cùng vì sao cười. Tiếng phạm trong suốt rất êm dịu, âm diệu cao tao nhã hơn các nhạc, âm thanh đầy đủ không khuyết giảm, giải thích gì sao Phật mỉm cười. Biết mình giải thoát nên tuệ độ, thường hành trong sạch ưa đạm bạc, khéo hiểu các hành đủ phổ trí, đạo vương hiền thánh nói nghĩa cười. Trí hiện thông đạt tuệ vô cùng, sức đang vô lượng thần túc đủ, mười lực đã đầy cảm động khắp, vì sao thiên sơ hiện mỉm cười. Thân sáng vô số chiếu nơi tốt, ngàn ánh sáng lớn không thể che, hơn cả trời trăng và ngọc sáng, hà quang oai thánh không ai bằng, đầy đủ công đức như biển cả, tuần hóa Bồ Tát dùng trí sáng, trí tuệ chưa cùng giải các nghi, sẽ nói gì sao Phật mỉm cười. Phật nội ba cõi không cùng tận, khéo dẫn chúng sinh trừ các dơ, làm sạch dục bẩn thành vô dục, thiên nhiên mỉm cười là vì ai, Như Lai làm cho người cảm động. Chấn động trời rồng các quỷ thần, của đầu đảnh lễ đấng pháp vương, mong nói ý cười, giải các nghi. Bây giờ Đức Phật bảo hiền giả Biện Từ là bậc cao niên. Ông có thấy A Nậu Đạt vì cúng dường Đức Như Lai nên tạo ra sự nghiêm sức này chăng? Đáp mà Thế Tôn, con đã thấy. Lại nói, vị Long Vương này đối với 96 ức các Đức Phật đã giao trồng gốc đức, nên nay được thọ phong bái. Như đời trước của ta được Đức Thế Tôn định quan tọa ký, đời đương lai ông sẽ được thành Phật, hiệu là Như Lai Đăng Nhân, là bậc vô trước bình đẳng chánh giác, thông hành đầy đủ,
là thần, là chúng thần tối cao, vô thượng pháp ngự, là thiên nhân sơ, hiệu là Phật Thế Tôn. Bây giờ Long Vương là người con của trưởng giả Tỷ Thủ Đà Lai, đã tấn gọi là Tịnh Ý. Người ta được thọ ký liền, nên liền phát nguyện. Hãy khiến cho con đời sau cũng được thọ ký như vị phạm chí này, và đã được Phật Định Quang thọ ký. Con của trưởng giả Tịnh Ý lúc đó chính là A Nậu Đạt Dạy. Là nửa vị Long Vương này, vào thời hiện kiếp, ở trong ao này, trang nghiêm các thứ châu báu tốt đẹp, giống như các cung điện cõi trời, rồi đem chân cúng ngàn Đức Phật ở thời hiện kiếp. Các Đức Như Lai ấy đều biết ý của Long Vương. Các ngài đều nói phẩm pháp thanh tịnh này, mọi người đều ngồi nơi đây, cũng như bây giờ vậy. Là giống như trước, Phật Câu Lâu Tần, Văn Đi Ca Diếp đồng ngồi ở tòa sư tử này, và sau cùng là Đức Như Lai Chánh Lâu Chí, cũng sẽ chuyển đổi yếu nghĩa của phẩm pháp này. Long Vương Vô Nhiệt sẽ cúng dường 1.000 Đức Phật ở thời hiện kiếp để được nghe theo nghi pháp này. Chúng hội của chư Phật cũng giống như bây giờ. Long Vương A Đồ Đạt về sau vô số đời hầu hạ các Đức Như Lai, cung kính các vị chánh giác, tu hành phạm hạnh, thường hộ chánh pháp, khuyến tấn các Bồ Tát. Sau đó, bởi trong vô số kiếp sẽ được thành Phật hiệu là Như Lai A Đậu Đạt, bậc vô trước, bình đẳng, chánh giác, thông hành đầy đủ, vô thượng pháp ngự, thiên nhân sư, là Phật Thế Tôn. Như vậy này hiện giả, khi Như Lai Vô Nhiệt được thành Phật, nhân dân ở cõi đó đều không tham dâm, không giận dữ, không ngu si, hoàn toàn không xâm hại nhau, không nói xấu nhau. Vì sao? Vì các chúng sinh ấy chí hành đã đầy đủ. Như vậy này hiện giả, Phật A Nậu Đạt bậc Như Lai Chí Chân sẽ thọ 80 ức năm. Chúng đệ tử của Ngài cũng thọ 80 ức năm. Hồi đầu tiên của Phật hiệu đều là thanh tịnh. Từ đầu đến cuối giống nhau, không bị khuyết giảm. Có tới 100.000 hồi như vậy, sẽ có Bồ Tát thông biện thọ quyết. 40 ức người đã đều tập hội. Khi nữa các Bồ Tát hành giả phát tâm, không thể tính được. Khi Như Lai Vô Nhiệt sắp thành Phật, còn nước đó trong sạch, đất đai toàn màu xanh sậm của lưu ly vàng cõi trời xen kẽ với các báu dùng để trang sức, dùng các minh châu để làm lầu gác và chỗ kinh hành. Chúng sinh cõi đó, nếu nghĩ đến ăn, liền có món ăn trăm vị, họ đều đạt được năm thần thông. Nhân dân sống ở cõi đấy, dùng những châu báu kỳ lạ, y phục ẩm thực tự do vui thích, tất cả chấm dư trên cõi trời đâu thuộc thứ tư. Họ không có hai niệm, là không có tâm tham dục, không hành dâm. Các chúng sinh này tự tìm thú vui nơi pháp lạc, nhân dân và cõi nước hoàn toàn không có những ham muốn xấu xa. Nếu Đức Như Lai ấy mở trận mưu pháp, thì hoàn toàn không có ý gì phải lo lắng. Sẽ có vô số ai thần biến hóa để giúp diễn thuyết, hóa độ rộng lớn, trình bày kinh pháp hoàn toàn không chút khó khăn. Phật vừa mới thuyết pháp thì chúng sinh liền được độ thoát. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh ấy tâm trí đều đã được thuần thục. Lại nữa, Đức Như Lai ấy tâm mình đối với tam thiên đại thiên thế giới chỉ dùng một pháp để giáo hóa, ngoài ra không có đạo nào khác. Lại nữa, nếu khi Đức Như Lai muốn mở hội chúng, Ngài liền dùng thân phóng hào quang làm cả cõi đều được sáng. Nhân dân cõi đó vừa thấy liền có ý nghĩ Đức Thế Tôn Thánh Giác sắp diễn pháp để giáo hóa, cho nên mới phóng hào quang như vậy. Và họ sẽ nương theo thần túc của Phật Thánh bay đến chỗ Phật để nghe pháp. Lại nữa, Đức Như Lai ấy hoàn toàn không có sự bất định, để theo thần lực của Đại Thánh bỗng bay lên không trung cách mặt đất 7 trượng, tự nhiên ngồi trên tòa sư tử, rồi về chúng hội diễn giảng pháp màu. Mọi người đều thấy Phật ví như khi xem thấy cung điện mặt trời mặt trăng ánh sáng lan khắp vậy. Chúng sinh nhờ sức, nhờ trồng đức, cho nên được sinh đến cõi này. Nhân dân đức ấy trông thấy tòa sư tử của Đức Thế Tôn lơ lửng trong hư không, mà không có chỗ dính mắt, liền hiểu các pháp cũng không dính mắt. Ngay lúc đó tất cả đều đạt được pháp nhẫn. Đức Như Lai ấy chỉ nói pháp môn nhập vào Kim Cang Định. Vì không có lời lẽ tạp nhạp của thanh văn chuyên giác, cho nên Ngài chỉ diễn Kim Cang Định. Ví như kim cương có thể chạm bất cứ nơi nào, không vật gì mà không bị nó hàng phục.
những điều thuyết pháp của Đức Như Lai ấy cũng như kim cương, nó đập nát các nghi ngờ do đắm chìm nơi các kiến. Như vậy này, hiện giả, Đức Phật A Đậu Đạt nếu muốn hiện Niết Bàn, tại giới ấy sẽ có Bồ Tát đáng kính, tên là Truyền Nguyện, được Ngài tọa ký, sau đó Ngài mới nhập Niết Bàn. Khi Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, Bồ Tát Truyền Nguyện liền được quả tối chánh giác, vô thượng làm Phật Bồ Xứ, hiệu là Như Lai Đẳng Tế, là bậc vô trước bình đẳng chánh giác, cõi Phật có Bồ Tát Thần Tông, và chúng đệ tử cao tột, hồi chúng nhiều hay ít giống như Phật A Đậu Đạt. Bây giờ thái tử của Long Vương A Đậu Đạt tên là Đương Tính, do tâm cung kính mừng vui, dùng ngọc báu Minh Châu đang kết thành lọng báu, dâng lên Đức Như Lai, rồi lại chấp tay bạch Đức Phật. Lúc đó ai là Bồ Tát Truyền Nguyện? Bây giờ Đức Thích Tôn biết được ý của thái tử Đương Tính, con của Long Vương, liền bảo Tôn giả A Nan: Bồ Tát Đại Sĩ Truyền Nguyện, lúc ấy sẽ là Phật Bổ Sớ, nay chính là Đương Tính, con của Long Vương vậy. Đức Như Lai A Đậu Đạt giờ mới diệt nộ, Bồ Tát Truyền Nguyện liền thay ngôi Phật. Lại nữa, Đức Như Lai Đẳng Thế, bậc vô trước bình đẳng chánh giác, giờ mới thành Phật, cũng liền chuyển nói điểm chánh yếu của phẩm pháp này. Ngay khi Đức Phật nói phẩm phong bái thọ ký này, có bốn vạn Bồ Tát được nhẫn không từ đâu sinh. Các Bồ Tát thích phạm giữ đời trồng trời rồng quỷ thần từ mười phương thế giới đến dự hội. Khi nghe Đức Phật nói pháp phong bái này rồi, thảy đều hoan hỷ, trong lòng hớn hở, liền sinh tâm ưa thích, tâm vóc cúi lại Đức Phật, rồi trở về cung điện của mình. Long Vương A Đậu Đạt cùng với các thái tử quyến thuộc vây quanh, ra lệnh cho Long Vương, Long Tượng Vương Y Lama: Hãy vì Đức Như Lai tạo ra giao lộ xe báu đẹp lạ, làm cho rộng lớn, hết sức đẹp đẽ, để đem dâng lên đức chánh giác chỉ chân. Long Tượng Vương liền vâng lệnh, liền vì Đức Như Lai hóa làm xe giao lộ bằng ngọc bảy báu, rất cao rộng trang nghiêm. Đức Thế Tôn, Bồ Tát và các đệ tử đều ngồi lên xe. Long Vương Vô Diện, thái tử và quyến thuộc trong lòng cung kính cùng nhau đưa tay đẩy xe từ trong cung điện ra khỏi ao lớn. Đức Như Lai dùng thần chỉ và nhanh lên núi Thứ Phẩm 12 chúc lụy pháp tạng. Bây giờ Đức Như Lai về đến núi Thứ rồi, liền bảo Bồ Tát Từ Thị, đồng tự Nhuyễn Thủ và chúng Bồ Tát: Này các tộc thánh tử, nên đem đạo phẩm thứ hỏi của A Đậu Đạt này kính trọng trình bày rộng rãi, khiến cho người chưa nghe thì được nghe. Bồ Tát Từ Thị và Nhuyễn Thủ cùng bạch Đức Phật, cuối mong Đức Như Lai rủ lòng từ bi nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn liền phóng ra hào quang, sắc của hào quang vô số màu, rồi đất chấn động sáu cách, hào quang chói sáng khắp cả mười phương. Các vị Bồ Tát đáng kính đầy đủ thần thông ở mười phương cõi Phật liền tìm ánh sáng quay đến. Họ đều cúi lạy Đức Phật rồi ngồi vào tòa. Vua Xà Thế, phu nhân, thệ nữ, thái tử và quyến thuộc cùng thần dân, trưởng giả, cư sĩ, phạm chí, học giả cả nước thấy ánh sáng này, lại nghe Đức Như Lai vừa từ ao vô nhiệt trở về. Họ đều bỏ công việc đang làm để đến núi Thứ. Họ đến trước Đức Thế Tôn, nghiêm túc cung kính, chắp tay, đảnh lễ, thăm hỏi Đức Như Lai sức khỏe có dồi dào chăng. Hỏi rồi liền thoái lui, ngồi nhìn Đức Phật mà không thấy chán. Ánh sáng từ thân của Đức Như Lai chiếu sáng khắp vô cùng thế giới, các cõi trời, các địa ngục chúng sinh nơi tâm tối, không đâu mà không có ánh sáng chiếu đến, tại các địa ngục đều rực ánh sáng. Hào quang ấy lại phát ra tiếng nói. Đức Như Lai năng nhân ở tại ao vô nhiệt rồng nói yếu pháp đạo phẩm thanh tịnh. Lại Thế Tôn trở về Thứ Sơn, lại tiếp tục trình bày dạy nói để giáo hóa. Tiếng nói ấy thổi đến các địa ngục, các loài chúng sinh ở địa ngục trong mười phương lại bị thống khổ, tức thì được thoát khổ. Họ từ xa đều thấy Đức Phật và các chúng hội nên tự xót thương than thở, than ngồi Đức Thế Tôn: Chúng con thọ nhận sự đau khổ này, bị sự chua xót trong vô số địa ngục, lửa bốc cháy sáu bề tiêu đốt khổ hại, dao nhọn cắt thân thành vạn mảnh, bị nàng nước đồng sôi đổ các thứ biến hóa, khát khổ thay nhau bức bách, chẳng thấy mặt trời mặt trăng đâu cả. Lành thay Bạch Thế Tôn, được kính thờ Đức Như Lai, được nhờ đạo hóa của Phật nên được thoát ba khổ. Chúng con đời trước tuy gặp chư Phật không tỏ pháp
hóa nên mới bị các khổ này. Mong nhờ Đức Như Lai đã thuyết pháp phẩm khiến cho các tội lớn của chúng con trở thành nhẹ nhàng. Ngay khi ấy, tất cả chúng sinh ở địa ngục trong 10 phương có đến 10.000 ức hàng ngàn người đều phát đạo ý vô thượng chánh chân, từ xa vẫn theo lời Phật tánh cùng giáo nói. Tất cả nỗi khổ đau vốn là trong sạch, ai hiểu nguồn gốc thì không điên đảo. Chúng con chỉ ngồi mà không hiểu rõ, cho nên mới chịu vô số các khổ trong các địa ngục. Mong Thế Tôn khiến cho tất cả chúng sinh mau hiểu được chánh chân. Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Từ Tỳ, đồng tử Niến Thủ và Tôn giả A Nan: Này các tập tánh tử, nên siêng năng thọ trì những điều căn bản đã nói của kinh này, giữ gìn, đọc tụng, lưu truyền rộng rãi. Vì người học hỏi mà diễn nói pháp này, bảo cho bốn chúng càng để tâm tu tập. Đây là hạnh quan trọng của tuệ, là sự tích chứa bàn bạc của công nghĩa. Nếu tập tánh nam và tập tánh nữ phát tâm vui vẻ, ưa thích kinh này, nên vì họ mà giải thích sự thâm sâu, màu nhiệm, tàng chứa các nghĩa sâu kín của nó. Đây là ngôi nhà đầu tiên của đạo, là chỗ quay về của các kinh, là sự tích chứa quan trọng của chư Phật. Nó di diệu vô lượng. Nếu khi truyền ra kinh này, hãy làm cho câu, chữ rõ ràng, rành mạch, không thêm bớt. Lại nữa cũng tùy theo tập tánh, hoặc là hiền nam hay nữ. Nếu ở thời quá khứ với hằng xa chư Phật, đã làm công đức thực hành đủ các thứ bố thí, tò trì tụng những điều Phật đã thuyết pháp, nhất nhất phải chuyên tập, luôn luôn siêng năng phụng hành, hoặc lại có người bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định và trí tuệ, thực hành sáu pháp ba la mật này, trải qua ức trăm ngàn kiếp, hầu hạ chư Phật và các đệ tử của Ngài, của các Ngài bằng quần áo, đồ ăn uống, giường nằm thuốc men hương hoa, các loại âm nhạc, dâng cúng các nhu cầu, lại tạo tình xá, dù kinh hành, hầu hạ cung kính như vậy mà không hề tính toán, cho đến lúc các Đức Thế Tôn đã vui niết bàn, rồi vì các Đức Như Lai lại dựng tháp bảy báu, cúng dường tháp của các Đức Như Lai bằng hương hoa, các loại âm nhạc, giấy lụa màu, cờ phướng, lồng, lại thêm đúc hương thắp đèn, lại treo các ngọc báu dạ quang minh nguyệt, cúng dường như vậy nhiều vô số kể. Người đã làm nếu tập hội các đức hạnh như đã kể, cũng hoàn toàn không bằng tập tánh nam hay nữ đã được một lần nghe Long Vương A Nậu Đạt hỏi về ý nghĩa phẩm pháp để giải quyết các hộ nghi. Vì sao? Vì pháp tạng này sinh ra trí tuệ cùng tục là yếu hạnh quan trọng của chư Phật và Bồ Tát. Huống chi dễ lại phụng thờ, gìn giữ tụng và đọc, nhờ không có tâm hộ nghi nên hiểu rõ sự thâm diệu, lại đem điều nghe được trình bày lưu truyền, các công đức của người ấy không thể so lượng được. Bây giờ Bồ Tát Từ Thị, đồng tự Nhuyễn Thủ và Hiền Giả A Nan đều bạch Đức Phật: Thật là chưa từng có. Đúng vậy Tôn Thế Tôn. Nếu Đức Như Lai đem lòng lành đến cho tất cả, là mở phát khởi lòng thương rộng lớn, và vì quá khứ vị là hiện tại của các Bồ Tát, các hành giả trời rồng quỷ thần, các chúng sinh trong mười phương mà rộng nói ý nghĩa và đạo phẩm vô cùng thanh tịnh của pháp này. Lại nữa bạch Thế Tôn, nếu tập thánh nam và tập thánh nữ được nghe kinh về Long Vương A Đậu Đạt, thưa hỏi để giải quyết hồ nghi này mà không liền thọ trì, luyện tập đọc tụng, không tuyên bố rộng rãi cho các người tập học, cũng không khởi tâm khuyến trợ họ, cho nên biết tập tánh nam và tập tánh nữ ấy đã bị chúng ma, quyến thuộc của ma và tà bại ngoại đạo sai khiến, sẽ luôn ở trong lưới hồ nghi trói buộc. Bây giờ Đức Phật khen ngợi, vui thay lời nói ấy, các ông hãy khuyến dụ khích lệ tất cả khiến cho họ tập pháp này, làm cho họ thực hành đúng như vậy. Đức Như Lai lại nói, nên lấy kênh này luôn vì bốn chúng mà tuyên bố rộng rãi. Bây giờ Bồ Tát Từ Thị, đồng thời Nguyễn Thủ, Hiền Giả A Nan, bạch Đức Phật: Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì, trình bày, lưu truyền và diễn giảng pháp này. Lại nữa bạch Thế Tôn, kênh này tên gọi là gì? Làm sao để phụng hành? Đức Thế Tôn dạy rằng, này các tập tánh, kênh này tên gọi là Long Vương A Nậu Đạt, thưa hỏi để giải quyết các hồ nghi. Phẩm pháp thanh tịnh cũng có tên Hoàng Đạo Quảng Hiển Định Ý, phải siêng năng thọ trì nghĩa quan trọng của kênh này.
Hơn nữa này các tộc thánh tử, đa phẩm này là ngọc báu vì nó bảo vệ, gìn giữ biển sâu thẳm của các pháp. Bồ Tát Từ Thị đồng thời giới thuộc của các Bồ Tát Thần Thông đã đến dự hội. Các thích phạm giữa đời, trời, rồng, quỷ, thần cùng có tiếng bạch Đức Phật. Thật hay, thưa Như Lai, chúng con rất thích nói pháp này. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ ở tại xóm làng cõi nước huyện ấp để có người thực hành pháp này. Chúng con sẽ cùng nhau suốt đời bảo vệ và giữ gìn họ. Nếu có ai nghe pháp này, chúng con sẽ làm cho họ không bị tà vậy sai khiến. Chúng con cũng sẽ nhận giữ gìn kinh này khi chân kinh được lưu truyền rộng rãi, thường không gián đoạn. Đức Phật khen ngợi Bồ Tát Thừa Thị đồng thời Niết Tổ và các Bồ Tát. Lành thay để các tộc thánh tử, con đã nói là sẽ khuyến khích và hỗ trợ các Bồ Tát hữu học ở đời vị lai, thật hết sức tốt đẹp. Đức Phật nói như vậy xong, mười phương các Bồ Tát thần thông đến dự hội, có tới 72.000 người đều mau được hiển định, 54.000 trời đồng, quỷ và người đều phát đạo ý, chánh chân, vô thượng, 5.000 trời ngược được sinh pháp nhãn, Long Vương A Nậu Đạt, Bồ Tát Thừa Thị, đồng tự Niến Tổ, tất cả Bồ Tát Hiện Diện A Nan, bốn chúng đến dự hội và các trời đồng, các loại quỷ, thần, người và chẳng phản người, nghe Đức Phật thuyết như vậy ai cũng vui mừng, cúi lại dưới chân Đức Phật rồi ra về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.